chúng con rất cảm ơn, chúng con cùng nhau hãy nhắc lời hãy đi muốn nhắc ngôn của chúng con được chúng cùng cố bằng một cách đối linh thánh trước mặt của đặc biệt của bộ thánh và đồng bào đức kim đô ra trong hai ba một lần đã được yêu thương của chúng con và đồng ý tính đặc biệt và làm cho chúng con nên phong phú và vững mạnh để chúng con mãi mãi chung thủy với nhau và đảm nhận những trách nhiệm khác về hôn nhân như chính người đã được yêu thương mặt và nhận và thánh viên chúng con và tới trước mặt hội thánh cho mọi ý kiến của chúng con và ý định của chúng con. Thánh Giuse Thánh Hoàng Thái Hiền và Thánh Teresa Dương Quỳnh Nhi. Chúng con đến đây để kết hôn với nhau. Chúng con có bị giác ngộ không? Chúng con có hoàn toàn đồng ý và tự do không? Khi chọn đời sống hôn nhân, chúng con có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Chúng con có sẵn sàng yêu thương đón nhận con cái Chúa sẽ mang và đảm nhận đúng theo lời của Kitô và của Thánh Phaolô. Vậy bởi vì chúng con đã quyết định thiết lập một trao với hôn nhân thánh thiện, chúng con hãy nắm tay nhau và nói lên sự tôn trọng chúng con trước mặt Thiên Chúa và của Thánh Phaolô. Xin Chúa tỏ lòng biết ơn và lấy sự yêu thương và chúng con được bày tỏ trước mặt hội thánh và xin Chúa tôn độ hộ lành của Ngài xuống trên chúng con sự gì khiến chúng kết hợp loài người không được phân ly. Nào ta chúng con xin Chúa tôn phúc cho những kinh nghiệm mới này và chúng con sẵn sàng cho nhau đây là mối tình yêu và lòng trung nhân. Chúng tôi đồng bào phục vụ với chị được công bố